Và trưa nay sẽ là một buổi thắm tình liên duyên. Vâng, thay lời cho hai bên gia đình, đưa lời cho tư hôn, xin được trân trọng kính mời quý ông cụ bà cô bác chị các bạn trẻ nam thanh nữ tú đã không quản ngại đường xa xa xôi, bất chút thời gian công việc của mình đến dự lễ vu quy của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng di chuyển vào trong khán phòng tiệc cưới, lựa chọn cho mình những chỗ ngồi thư thoái, thoải mái và sang trọng nhất. Vâng, cùng dự bữa cơm thân mật, thanh nâng chén rượu mừng hạnh phúc, chúc tương lai trong cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Vâng, và trong khi chờ đợi sự có mặt đông đủ đầy thương của tất cả quý vị, xin mời cô dâu chú rể cùng hai bên gia đình chúng ta sẽ lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời. Xin mời hai bên gia đình chúng ta sẽ khẩn trương ạ. Đô làng sau đây mới ảo à ý ai bà đông chú con họ ảo cần khảo ma cuồng ra phong bay lươn ảo bón năng cho con chờ chào vài kiến lầu mắt chẹp cuồng cơ nhó lầu mắt chẹp cuồng chén phải sớm mới bòi mè bên nòng. Vâng, rượu hồng chớ nhấp đá cay, rượu tình chớ nhấp mà say suốt đời. Xin chúc cho cô dâu chú rể vào giờ này sang năm tới sẽ có một đứa cháu nhỏ để bồng vào bế ra. Và lời ru của mẹ sẽ vang vẳng lên câu: à ơi con ngủ cho ngoan, giờ này năm ngoái bố mày ấy tao, à xin lỗi quý vị, bố mày cưới tao ạ. Vâng, xin mời cô dâu chú rể sẽ rót ra 6 ly còn lại. Rượu này anh rót làm ba, mà chứ chung anh để phần cha, chứ hiếu phần mẹ, đôi ta chút tình. Bên ông ấy sợ là đổi với bên nó mới đi quá. Ôi lại kín liều cổng lưng sửa thú, lại rú liều cổng lưng sửa cổng cánh ẩn, cổng co cánh nhớ súng cơ phu và phần. Cổng mẹ chảo hóa liền, sương có lại lưng, bây thứ chảnh viên ăn, lô phần ninh, chứ mấy lẩu. Hải phú em ra chú tăng hòa, đồ vật trai, chứ mấy lẩu hải tái hôm nay chú tăng sai, xóm ơi. Vâng à, để cảm ơn những bậc sinh thành dưỡng dục vô bờ bến của bậc làm cha làm mẹ, xin mời cô dâu sẽ nâng ly rượu nhớ rượu thảo lên đấng sinh thành hoàn đàn trai, và xin mời chú rể sẽ nâng ly rượu nhớ rượu thảo lên đấng sinh thành hoàn đàn gái. Vâng à, và xin mời hai bên gia đình sẽ cười thật tươi đón nhận tình cảm của con của mình ạ. Và hai ly còn lại là hai ly hạnh phúc nhất, xin mời cô dâu rể sẽ cầm hai ly còn lại đứng chính giữa sân khấu để thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi ạ. Xin mời cô dâu rể sẽ đứng chính giữa sân khấu ạ. Vâng ạ, xin mời cô dâu rể sẽ quay mặt về phía nhau đi ạ. Vâng ạ, khoác tay nhau để uống thực hiện nghi thức uống rượu ra vui. Phía đồng ơi, sức đổi phố mê nó mới đi qua sở của thẹn băng cắt đầu phùm lành, thẹn băng cắt đầu phùm lón, trải cánh nòng sóng thái mưng trở phía đồng nọ. Ở hâm hò liệu khai ở sống mê hâu à, nó trên lão chèm khừng, băng thuổi, băng thú lông có nước phía đồng nơ, áo nó trên lão súng khừng nơ. Vâng ạ, xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đứng dậy được không ạ? Được không ạ?